Hello luôn, ở và đi trong phiên dịch ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy Nếu chúng ta xét về mặt chỉ số thì hôm nay có vẻ như là một phiên điều chỉnh Anh chị ha, thì với một cái phiên điều chỉnh xuất hiện thì sẽ có những cái câu hỏi được đặt ra Là liệu ngày mai thị trường nó có điều chỉnh tiếp không em Vậy thì chúng ta cùng xem qua một chút về những cái dữ liệu trong quá khứ Anh chị ha, chúng ta sẽ xét trên nhiều khía cạnh thì Giống như trong giai đoạn này, thị trường cũng có một cái nhịp mà nó tăng lên, nó bứt phá, nó tạo gáp Sau đó nó có những cái quá trình mà nó rung rủ trở lại và tiếp đó vẫn tiếp tục bứt phá và qua giai đoạn tiếp theo cũng bứt phá lên cũng tạo gáp nhưng mà trong cái quá trình tăng này thì lại xen kẽ những cái nhịp chỉnh rồi tăng tăng rồi lại chỉnh cứ liên tục như vậy trong suốt quá trình đi lên để thay máu những anh chị nhà từ có lại vậy nên anh chị hiểu rằng là trong một cái quá trình tăng lên của thị trường hay của cổ phiếu thì luôn luôn phải có những cái nhịp điều chỉnh Tại vì những cái gì mà nó ảnh hưởng nó làm mất đi, nó làm bớt đi những cái quyền lợi, những cái lợi nhuận hay là tiền bạc của anh chị nhà đầu tư. Thì lúc đó anh chị mình mới có thể canh bán ra được. Với lại như đã có chia sẻ với anh chị mình thì khi mà mình có những cái nhịp mà nó tăng bức tốc lên, nó tạo gáp rất là lớn nè, nó không quay đầu lắp nè, nó kéo cả ngày nè. Thì có thể là mình chưa có hàng, hoặc là mình lỡ bán rồi, hoặc là cái con mình chú quý nó tăng mất rồi. Thì cái việc anh chị cần làm là trước mắt anh chị tránh cái việc mua đuổi cái đạn có thể là chúng ta chờ những cái nhịp T cộng 3 về nó cân bằng lại nó tích lũy hay là nó thậm chí là nó điều chỉnh rung rủ gì đấy chúng ta đánh giá những cái nhịp đó để đưa ra những cái điểm mua tiếp theo hoặc là nếu mua thì phải chia những cái tỷ trọng vốn như thế nào sao cho nó phù hợp tại vì khi mà tăng nóng mở gáp đó mà ép mua đuổi thì chúng ta tránh cái việc mua đuổi vậy thì khi điều chỉnh hạ nhiệt thì chúng ta phải canh mua chứ đó mà đó chính là xét trên khía cạnh về cung cầu đấy còn nếu chúng ta xét thêm một yếu tố nữa đi là hôm nay á, cái sự giảm điểm về mặt chỉ số thì đa phần nó đến từ một cái mã điều tiết đó chính là masan masan nó giảm trong phiên khá là nhiều rồi vô atc thì nó bị đạp gần sàn và nó khiến cho vn mình đóng đỏ thì nó tạo thành một phiên chỉnh đó mà Thì bản chất hôm nay vn mình mở gáp up mà nó cũng có mở gáp up lên một đoạn nó lắp lại xong rồi giảm thêm khoảng tầm ba điểm nữa nhưng mà chủ yếu là cái ba điểm này là hết bao nhiêu điểm là của con masan rồi tí nữa anh chị đi đánh giá chung thì còn lại thì nhìn chung nó cũng không có quá nhiều những cái sự biến động tùy theo mỗi con tùy theo cái sự vận động của riêng nó Ha vẫn quan trọng nhất là cái cổ phiếu anh chị mình đang nắm đang quan tâm đang sở hữu nó vận động như thế nào anh chị ha nên phiên ngày mai anh chị mình nên quan sát trong phiên theo dõi vận động của thị trường chúng ta sẽ có những cái đánh giá tiếp theo có thể là ngày mai vừa nay nó tăng tiếp nó giống như đạn này nè chỉnh tăng chỉnh tăng chỉnh tăng tại vì chúng ta đang nói về chỉ số chúng ta chưa xét gì về cung cầu trên từng con đó mà có thể là gì chỉnh tăng chỉnh tăng chỉnh tăng có thể là điều chỉnh xong rút chân có thể là giữ xong mà chiều đạt đó mà có thể nhiều kiểu nhưng mà quan trọng nhất chúng ta phải đánh giá những cái việc này anh chị ha cũng không có gì lo lắng cả quan trọng là điểm mua anh chị như thế nào anh chị có mua đuổi hay không đúng không anh chị đừng có làm gì trong những cái phiên tăng nóng cả Và chúng ta chờ những cái điều phía sau nếu như có điều chỉnh tốt chúng ta có thể canh mua thêm anh chị ha Đấy, giống như giai đoạn này mình ngồi im mình chờ đúng không mình ngồi im cái cây này tăng quá tốt luôn phía sau này chỉnh có thể là điểm mua thêm chẳng hạn hoặc là ai chưa mua được hoặc là vì yếu tố uh, lễ gì đấy đúng không mình sợ mình lỡ bán rồi không sao cả như đã có chia sẻ yếu tố tâm lý là yếu tố không có gì phân tích được thôi yếu tố con người anh à, chị ha thì bán rồi thì mua mã khác hoặc là canh những cái điểm vào lại chẳng hạn nếu nó đạt một số tiêu chuẩn đúng không thì chúng ta sẽ đi vào uh, từng dòng từng mã anh chị ha rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi vào uh, dòng dầu khí đi BSR nè, đóng cửa không cao nhất thì ngày mai có một phiên test lại với khối lượng thấp đúng không ạ? À? Nhìn chung đã có chia sẻ rồi ha. Nhìn chung là có nói video ngày hôm qua luôn nó tăng như thế này mà nó đóng cửa không cao nhất thì ngày mai kiểu gì nó cũng đỏ đỏ tí. Nó không có lên liền đâu chị, không phải là cái đánh kè này cái mai đánh tiếp Thường sẽ như thế. Ha nó sẽ xịn, 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 xịn đây, quan trọng là cái xu hướng của nó là xu hướng hướng lên là được. Ha chị ha, xu hướng đó hướng lên khối lượng nó dao động thấp, biên độ quanh tham chiếu là ok. Ha, khi nó tích lũy đẹp nó nổ tiếp thì đó chính là những cái thành quả. anh chị ha. PSR điểm mua thì đã có chia sẻ trong video trước rồi OI nè OI về cơ bản thì nó hết điểm mua rồi Anh chị ha cũng có nói trong video trước Đóng cửa không có nhất Mà có biết tới lại có lượng thấp Anh chị ha Đấy lúc nào cũng vậy thôi chắc chắn sẽ đỏ lại Có thể trong phiên nó xanh nhưng mà cuối phiên nó sẽ đóng đỏ lại một tí xíu Quanh thầm chiếu một chút Vẫn tăng Tăng một like không đáng kể lắm ha Có thể là nó sẽ cân bằng một vài phiên Sau đó sẽ tiếp tục bước vào thì cái cái sự bứt phá cuối cùng như thế này thì chúng ta sẽ đánh giá trên nhiều khía cạnh à, volume nó có đạt hay không rồi nó kéo bật tăng như thế nào thì có thể là chúng ta gia tăng một đợt cuối còn nếu không thì thôi mình chỉ cầm thôi ha gas nè anh chị thấy gas hôm nay kéo rất tốt đó mà một con kéo ba lên đúng cái vùng em vẽ luôn một đây nằm trong ngắn hạn thì em nghĩ nó lên tới đây là quá ok rồi hay mà anh chị thấy là bản chất những cái con điều tiết như thế này đánh rất là dị nó đánh là hở gáp lên nó kéo là rất là dị rơi rớt thì rất là kinh khủng có cái con nào mà rơi mà từ 130 mấy mà rơi gần về hai số không? Là rơi gần tụt xuống chín mấy luôn. Đó mà, rơi từ 3 mà còn hai số rất là kinh khủng. Ha, điều tiết rất là gắt. Phía sau này nó đánh lên là cũng tương đối nhanh. Nhưng mà lên tới một 105 này em nghĩ là nó sẽ cần một thời gian rồi nó bắt đầu linh sinh trở lại. Hoặc là có thể là một vì một lý do điều tiết nào đó có thể ngày mai nó kéo tiếp cái gì đấy. Trong những con này bản chất là mình chỉ nhìn thôi chứ mình đầu tư là nó rất là khó. Anh chị ha. Bét nè, à, bé hôm nay vẫn duy trì tăng rất tốt ha có vẻ như là không có cái nhịp mà nhúng xuống để lắp lại cái vùng gấp dưới này thì nhìn chung là thể hiện là cổ phiếu cái lực đỡ của tổ chức mạnh không vi phạm chặn cũng như là cũng không có nhịp chỉnh mà nó chỉ duy trì một cái biên độ gọi là tái tích lũy lại anh chị ha thì nhìn chung là sau mà những cái cây nô đi mình ba thì phía sau nó sẽ một là tích lũy hai là nó chỉnh thì trong trường hợp con này vẫn duy trì cái đà tích lũy tốt thì chị cứ chặn thôi chứ bản chất con này điểm mua nó đã bất đỉnh thì điểm mua thường là sẽ không có ha BRC nè đóng cửa không cao nhất ngày mai có một phiên chỉnh lại tỷ đó à khối lượng thấp nhìn chung á, cái cây này là cây tín hiệu để mình chú ý đến cái con đó chứ lại như đã có chia sẻ rồi mình sẽ biết nó đánh lên nhưng mà quan trọng nhất đánh lên kiểu gì nó cũng sẽ tích lũy lại à, nó sẽ tích lũy lại ở đây để có một cái nhịp thật sự bứt phá khỏi vùng đỉnh thì lúc đó mới là điểm mua thật sự của chúng ta chúng ta không mua cây này anh chị anh chị ha cây này là cây phát tín hiệu để những cây sau này canh thôi mình vẽ ra trước vậy bắt đầu mình dòm mình dòm nó trong vòng từ 2 đến 3 ngày từ giờ tới cuối tuần đầu tuần sau gì đây mình cứ quan sát theo dõi nó có thể xuất hiện một điểm mua cho anh chị anh chị ha với thời điểm thị trường ở thời điểm hiện tại thì cũng không còn quá nhiều dòng có thể mua được đâu đó em có chia sẻ rồi tại vì cũng mới trải qua cái vấn đề siết margin cách đây cũng hai ngày thôi nó không quá nhiều và những cái mã mà anh chị coi trong cái video em có để cách đây mấy ngày á điểm mua và điều kiện anh chị xem lại video đó những mã đó nó cũng tăng rồi thì tăng rồi bản chất nó không đã hết điểm mua anh à, chị ha Ở đây hiện tại là cũng không có quá nhiều đâu nhưng mà những con như này khi nó có tín hiệu nè tín hiệu này nó mới xuất hiện ngày hôm qua thôi thì những viên phía sau nó tích lũy lại anh chị mình có thể quan sát cái con BLC này anh chị ha BLS nè BLS thì uh, lắp lại gáp cái lại thì cũng là bản chất là đóng cửa không cao nhất ngày mai tới lại có thường gấp anh à, chị ha nó sẽ tích lũy lại thôi em chỉ kỳ vọng nó lắp được cái gáp thôi còn phía sau này nó làm cái gì thì em sẽ đánh giá thêm coi ngày mai nó làm cái gì nhưng mà con này thì có đánh giá thêm thì anh chị cũng đâu mua được đâu đúng không theo quan niệm của em thì nói chung là cái góc nhìn của em này em không có đánh những cái con trụ này nhiều lắm ha đánh cảm thấy nó không có ăn thứ nhất là nó bị điều tiết quá lớn mình vào nhiều khi không xui lắm ha không nên mình chỉ dùng là gì à, lỡ thị trường đạp nghĩa qua trụ coi cái coi có con nào đang điều tiết không ví dụ này sao thị trường giảm ghê vậy dường lấp lại giá thị trường giảm ba điểm quay qua nhìn thấy con ma sa đạp liền đó mà mình phải đánh giá tổng quan đấy Bâu nè Bo hôm nay hở một cái gáp rất là to nha Có những lúc đánh vượt đỉnh Có những lúc quay đầu ngược lại Nói chung thì cũng khó đánh giá Những cái trạng thái mà mở gáp như thế này khó đánh giá Thứ nhất là cái gáp này nó sẽ được lắp lại trong một vài phiên tới nè Thành ra nếu anh chị thấy cái cây này bứt đỉnh lên mà anh chị đua vô mua là xác suất nguy hiểm cực kỳ cao nha à Anh chị nếu như mà nó test cái gáp này không không thành công đó, Nó gãy xuống dưới này là, là đua trên này là đua ngay đỉnh luôn á Lưu ý tại vì sao? Những cái con như thế này nó phải có một cái quá trình nó rung đủ trở lại Ha, chứ bây giờ mới vài phiên như thế này em chưa có đánh giá mà nó hở gáp nữa tạo gáp thường là không không tốt lắm có thể là sẽ lắp gáp nó kéo tiếp chẳng hạn cũng có hoặc là lắp gáp không thành công nó gãy xuống đây cũng có hoặc là lắp gáp nó đi ngang lại cũng có thành ra sau một nhịp chạy nước rút thì phía trên này thực sự ăn thì ăn không còn bao nhiêu nữa ha, ăn không nhiều nữa mà tỷ lệ rủi ro và rất là cao ha vô lâm ở đây xả nhiều này. thành ra anh chị mình cũng chấm và cần phải quan sát nhiều nó có chạy tiếp thì ai còn thì cứ giữ thôi chứ điểm mua thì nó sẽ không tối ưu bằng những cái điểm mua nền ở phía dưới ha, mua mà điểm mua an toàn luôn luôn phải là nền tảng tích lũy lớn đó mà hoặc là tích lũy hoặc là mẫu hình hay gì đấy cạn cung ha, có một quá trình tích lũy thì nó mới là những điểm mua an toàn còn tất cả những điểm mua phía chơi là điểm mua rủi ro hoặc là sau những cái, cái up hết đều là những cái quá trình tái tích lũy lại thì nó chưa có hình thành hình thù gì cả thì mình đánh thì tương đối nó sẽ hơi liều một ha thì nó không phải là cái phong cách đầu tư của mình Nội ý ha rồi bbb nè rút chân tốt ha duy trì trong cái đà tích lũy lại ở đây thôi Còn con này thanh khoản hơi bé ha. bbd này vẫn tăng nè gặp kháng cự đúng mà nó tăng ở đây rất là bất thoát nhưng mà lên gặp kháng cự cái tự động nó có phản ứng này Nhưng một phần cũng là đóng cửa không qua chứng phim mà phía là có đường tắt đó và nó sẽ có như em nó tích lũy lại một tí xíu ha tích lũy ok thì nó sẽ là những cái điểm nó đánh vượt lên đấy Nắm giữ thôi, nhìn chung nắm giữ thôi, cũng không có làm gì cả Mua thì cũng đã mua rồi Mà bán thì em thấy hôm nay vận động của dòng vũ khí cũng không có gì xấu cả ha Đây nè Con này áp lực bán là chắc chắn rồi Nền nó dài như này kiểu gì cũng bị bán thôi Cái lượng người kẹp hàng con này cực kỳ nhiều Như thì ha, thì con này đánh chậm nhất dòng vũ khí mà Thành ra những con như thế này thì nó sẽ cần thời gian nó, nó đi từ từ lên khá là lâu Ha BBT nè BBT thì khi nào mà nó hướng lên cái đỉnh này nè Thì em sẽ có đánh giá tiếp đóng cửa không cao nhất ngày mai có huyền tới lại khối lượng đất thôi bình thường ha nó sẽ có một cái quá trình ở đây có thể tích lũy có thể bò lên thẳng luôn hay gì đây phía sau này em sẽ nói giá tiếp ha hiện tại thì như đã có chia sẻ thì cái điểm mua nó lửng lẫn thứ nhất là nó vừa bứt lên ở đây này có nghĩa là phải mua tại nền thì cái cây này mới có lời đúng không thứ hai là nó gần kháng cự thì xác suất nó sẽ bị bán ở trên này để anh chị mua lửng lửng ở đây anh chị ăn đâu có bao nhiêu đâu đúng không mà t 3 về chắc gì thì chị đa thành ra anh chị phải chờ cái form mẫu hình của nó hẳn đánh ha lửng lửng như thế này chúng ta quan sát ai mua được dưới nền cây này là mình đã hưởng rồi hưởng rồi thì mình cứ nắm giữ còn ai chưa mua thì chờ đợi lên tới đỉnh này mua anh chị lưu ha mua cao để bán cao là quy tắc rồi nhìn chung dầu khí hôm nay bình thường đúng không bình thường duy trì xanh tham chiếu thôi không thay đổi nhiều ví dụ như mình qua dòng ngân hàng đi ha ngân hàng thì luôn luôn là câu chuyện phân hóa ví dụ như VAP rất tốt đúng không ạ giữ quanh tham chiếu không có vấn đề gì cả ha à, những con như vip á, thì anh chị nào xem video trong cái video điều kiện về điểm mua thì có thể anh chị mua đâu đó quanh đây anh, nói, anh chị có vị thế rồi cây này gi đánh gia tăng chẳng hạn hoặc là anh chị chưa gia tăng chẳng hạn tùy có vị thế đang lời đúng không ạ à? thì thứ, thứ nhất ngày mai á, là phiên t cộng 3 về của cái cây bùng nổ với khối lượng cực đại ở đây nè mà đánh trần ở đây nè thì cái câu chuyện được đặt ra nếu ngày mai thị trường chỉnh thì con này làm cái gì anh chị canh mua thêm anh chị nha anh chị sẽ đánh giá cái nhịp chỉnh của con này thứ nhất là tại vì sao nó là một cái nền tảng lớn ở dưới này nè và khi nó bứt thành công với khối lượng lớn như thế này rồi nó có tính chất gọi là xác nhận nè nó có cái điểm bay vớt ở đây nó bứt qua nè mà hôm nay lực bán của thị trường chung không ảnh hưởng nhiều với con này nè anh chị thấy khối lượng rất là bé luôn nó vào tiền cây này 9 triệu hôm nay giao dịch chỉ có một triệu mấy thôi rất là thấp ha nếu ngày mai á hàng T3 về có thể nó sẽ rung nha Nó sẽ rung về cái đỉnh này Sẽ có Anh chị cân nhắc nha lưu ý, để mình quan sát thôi nó sẽ test lại cái đỉnh này test rút chân lên anh chị mua thêm nếu anh chị nào có con này anh chị ha mua mới thì lấy lấy tỷ trọng thấp hơn tại những con này nó bức mẫu hình này rất là tốt trong viên cái này thì mình sẽ quan sát nhiều hơn và trong viên để xem có cái độ rút chân nó như thế nào ha cái độ rút chân nó ra sao nó có test cái đỉnh này ok hay không thì mà anh chị chú ý nếu ngày mai đánh lên luôn thì không sao cả đánh luôn thì câu chuyện nó không có gì cả cũng không cần phải mua thêm nó đi ngang cũng ok luôn hoặc là nó nó, nó có test xuống đây rút chân thành chị chú ý đối với con VIP này ha rồi những con tóc đầu đi BID chẳng hạn cũng tương tự bản chất con này hôm nay nó mở một cái gáp ở trên này nè chị này nè đây là cái gạch bên này là tay phải là giá giá đóng cửa ha gạch bên tay trái là giá giá mở cửa nếu anh chị nào biết về thanh ba tại vì có thể là anh chị xem nhiều trên uh, truyền thông media người ta hay xài này đúng không đúng không nhưng mà mình trường phái của mình mình xài thanh ba thì cái thanh này á nó hở gấp úp lên nè lắp lại gáp và đạp xuống hai lần à, chứ bản chất hôm nay thì BID nó không có giảm gì cả đấy mà ngày mai cũng là hàng t cộng về của nó để đánh chung ngày với con VIP anh chị chú ý tại tất cả những vùng phía dưới này là một nền tảng tích lũy lớn và nó đã bước qua thành công với khối lượng này cũng rất đạt ha thì khi mà nó test lại cái vùng này mà ok anh chị mình có thể quan sát và theo dõi trong phiên coi quá trình test lại này nó ok không thằng chị ha đó là BID rồi dùng những con như là CTG đi nhưng còn tóc đầu ha tóc đầu trước tóc hai sau CTG vẫn tiếp tục bò lên trong một cái phiên mà có nhiều rung lắc trong những phiên vừa qua có vẻ như là hôm nay không ảnh hưởng gì đối với CTG cả thậm chí là một phiên đóng tăng này khá tốt ha à, đóng tham chiếu như này khá là ok đấy nhưng mà CTG thì như đã có chia sẻ nếu như nó bứt khỏi cái vùng 35 này nè hôm nay nó đóng như là tiệm cận rồi bứt khỏi 35 với khối lượng ở đây là hai mươi mấy triệu anh chị mua mua mới được luôn ai có vị thế rồi thì mua gia tăng ha còn nếu như em sợ cái điều em sợ là gì em tính cho mua con này nè nhưng mà nếu mà nó lình xình ở đây một thời gian nếu mà nó chưa đánh liền có khả năng nó sẽ nhúng lại cái à, nó nhúng lại nó test lại cái này một cái đó thì có thể nhúng này mua cũng được nhúng ở đây khối lượng thấp rút chân là là nó sẽ có một biên đánh phía sau liền anh chị ha đấy còn không mà nó phải đánh bước hẳn luôn nó có hai trường hợp như thế nhưng mà con này là con anh chị nên lưu vào danh sách nó vẫn còn điểm mua nếu nó test đẹp anh chị lưu ý con CDG này ha. Rồi những con tóc dưới à, con MSB đi MSB thì sau quá trình mà anh chị thấy nó lên đếm số cây là 3, 6, 9, mười mấy phiên như thế này rồi 15, 16 phiên rồi Thì cái việc mà nó rơi rớt lại hai phiên như này là, là một pha test lại cái vùng đỉnh này ha Khối lượng em đánh giá cũng không quá lớn Nhìn chung con này là bản chất điểm mua nó không còn đâu anh chị Điểm mua nó không còn nữa ha Ngày mai nếu như nó có chỉnh mà rút chân lên đó, thì nó sẽ là những cái pha tiếp theo Con này cũng không có gì xấu cả Anh chị ha Điểm mua con này thì không còn rồi những cái con tóc dưới hơn à những con một con nữa stb nữa stb cũng mạnh stb hôm nay nè rất xanh đó mà rất tốt đấy nhưng mà ngày mai nếu giả sử như thị trường nó chỉnh đi mà con này nó chỉnh thì sao mua thêm anh à, chị à anh chị nào uh, coi video ngày hôm qua hoặc là anh chị trong room uh, chia sẻ cộng đồng đó, thì có thể là anh chị biết là em có bán con này nữa em có chốt bớt một phần ở đây khi nó lên những mức giá 32.25.3 gì đấy tiệm cận quanh quanh cái cây nhúng nhúng như này là em bán bớt tại vì sao tại vì khi mà nó lên bốn cây liên tục mà nó xuất hiện hai cây có lực bán ở đây nè thì xác suất có thể là nó sẽ có những cái nhịp một là tích lũy lại hai là nó nhúng xuống một nhịp à hoặc là thị trường nó có nhịp nhúng thì có thể họ sẽ lợi dụng để họ nhúng cái lượng T cộng này ra tại vì trong ngắn hạn STB là một con sinh ra pin là nhận rất lớn có nghĩa là sao họ cho anh chị chốt lại thoải mái anh chị đua cây trần này vẫn có ăn mà đúng mà cho anh chị mua trần cây này luôn đúng không t ba về vẫn ăn vẫn ăn tám bình thường còn mua dưới này như em là ăn hơn 13 trăm 14 trăm gì đó đó mà tùy theo cái biên cao nhất mới là 16 Lửng lửng ở đây là 13 thôi đánh giá khách quan ha thì nếu như nó có một cái nhịp chỉnh mà nó test lại đỉnh này thì chị canh mua thêm canh cô vào lại ha thì con này là cũng là dẹp bức mẫu hình lưu ý ha đó là những con tóc đầu à. những con tóc dưới thì tóc dưới thì em nghĩ là nó không có biến động nhiều tại vì bản chất nó cũng đâu có tăng đâu nó yếu hơn nó đang trong pha tích lũy à, thì cái xác suất thì khi mà chỉnh thì những con đó em nghĩ nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu thì bản chất nó cũng đi trong nền nó cũng không có những sự hưng phấn nó cũng không có ai có lại cả thành ra là khả năng nó sẽ duy trì tích lũy thôi ha ví dụ như là con bbb đi vẫn đi trong nền như thế này em nghĩ là áp lực nó cũng không có nhiều đâu eib là lắp ráp thành công mình hôm nay vẫn là một phiên hướng lên như thế này xác suất ngày mai đánh rất cao ha hd nè hd hôm nay vẫn giữ quanh biên như thế này em nghĩ vẫn bình thường con này nói chung mà sau cái cây tăng này có vẻ như trong vòng 5 phiên vừa qua không có biên lợi nhuận lớn ha thì áp lực chốt lại con này em nghĩ cũng không lớn ha liên việt nè liên việt hôm nay giữ tốt mà liên việt hầu như là sau cái phiên này là tích lũy lại thì trong cái biên tích lũy lại này, nếu như xuất hiện test cung anh chị canh mua thêm anh chị ha nó sẽ test lại cái vùng 24 này đó là liên việt ha tại khối lượng này rất là thấp rồi rồi acb hôm nay acb là có biên độ rơi nó giảm khá là nhiều đúng không khoảng tầm 2% thì như đã có chia sẻ thì con này là con lên khá là nhanh 1, 2, 3, 4, 5 5 phiên liên tục 6 phiên liên tục tăng lên gặp đỉnh cũ chỉnh lại ở dưới này là nền tảng lớn ha thì đối với acb nó sẽ có những cái sự bật lên ở phía sau anh chị ha bật lên như thế này mà khối lượng nó tốt á mà nó đánh vượt đỉnh thì đó là điểm gia tăng con này chỉ có một điểm gia tăng duy nhất thôi là bước đỉnh mới vượt thôi nó vượt mới mua được anh chị lưu ý nha điểm mua tốt thì cứ giữ bình thường Tại bản chất nó đâu có bị gì đâu đúng không ạ à? mb này mb thì mb con này thì mua rất là yên bình chắc trắng anh chị không không đổ nhiều đâu không bị gì đã đâu có điều lâu thôi Ha, khá lâu, thành ra như đã có chia sẻ rồi, muốn sợ sợ lâu á. Hoặc là anh chị không phù hợp với cách nắm giữ này kia nữa. À, anh chị có thể chờ 31 anh chị đánh cũng được, anh chị đừng đánh sớm. Ha, đánh sớm nhiều khi mình có thấy nó đi ngang như này, lỗ thì cũng không lỗ, lãi cũng không lãi. Sẽ bị khó chịu. Đó mà, hoặc là cái phần vốn đánh dài của anh chị ấy, thì anh chị cầm con này cũng được. Còn ai thích mà chỉ thích lướt thôi, hoặc là chỉ thích đánh nhanh hơn một chút thì anh chị đừng có chọn con này. Ha. Tốt thì nó vẫn tốt thôi một cái mẫu hình nền tảng tích lũy lớn như thế này khi đánh thì sống của nó rất là mạnh thì lưu ý nha những con tích lũy như thế này thường sống ít khi nào yếu lắm tiếp theo là OCB nè OCB hôm nay áp lực cũng không nhiều anh chị à, đấy, nó giữ như thế này là bình thường ha cũng không có lay động gì mấy SHB cũng vậy nè cũng không có gì con này thì đánh phụ thuộc vào anh hiểu như phân tích thì cũng hơi khó ha STB rồi ha test đi cái công banh hôm nay cũng bình thường ha có vẻ như Công Banh không bị gặp áp lực nhiều tại vì nó rơi rớt ở đây khá nhiều rồi và nó đang có quá trình hồi lên từ từ nó không tạo ra những sự lợi nhuận gọi là cái sự hưng phấn trong ngắn hạn quá nhiều thành ra áp lực T3 của nó em đánh giá nó cũng không quá lớn anh à, chị ha à, con TCB cái đoạn này đánh rất là giống hồi xưa ha đây nè nó giống cái đoạn này nè nó có một cái nhịp mà nó rơi ở đây nè đúng không ạ à? nó hồi lên nó tích lũy lại bắt đầu đánh à, anh chị nó khá là giống cái nhịp này thì nếu mà nó vào tìm một cây nữa thì nó sẽ là điểm buy vote xác nhận. Còn hiện tại nó đang tích lũy tốt nên anh chị cũng không cần làm gì thêm. Ha. TB là TB bản chất cũng không còn điểm mua mà em thấy hôm nay nó cũng không bị gì ha. Anh à, chị cứ cầm bình thường ha. Bị con nè, bị con hôm nay bị điều tiết nè anh chị, bị lôi ra điều tiết nè. Nhưng mà điều tiết thì nó cũng nằm trong biên nền thôi, em nghĩ nó cũng không sao. Ha, ngày mai thì nó nó lại rút chân lên lại thôi. Đấy. Những con trụ này đánh thường khó lắm, nên đừng có ưu tiên. Um vi băng hôm nay có nhúng nhẹ lại một tí xíu ha nó giống như những cái nhịp như này nè nó sẽ có những cái cây đỏ đỏ ở giữa đường nè anh chị nè tăng lên đỏ 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 lại nè anh chị ha nè tăng nè đỏ lại nè tăng 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 đỏ lại nè. tăng 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 nè đúng không à? tăng nè đỏ lại tăng 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 nè Hôm đây những cái nhịp chỉnh giữa đường như thế này thì em nghĩ cũng bình thường thôi xu hướng của nó nó sẽ hướng về cái đỉnh cũ của nó anh chị ha nói chung dòng băng hôm nay ảnh hưởng nó cũng không lớn cho nên anh chị thấy rằng là cái việc điều chỉnh của thị trường chủ yếu nó đến từ cái chỉ số của con masa là chính tí nữa chúng ta sẽ đi coi con masa ha nhà vinh nè vinh hôm nay là đóng cửa không cao nhất mai có phiên test lại với khối lượng thấp này. ha đây là một cái mẫu hình cốc có tay nè anh chị vì chờ điểm xác nhận ha đấy nó đang hướng lên cái cốc này anh chị cứ chờ thêm hoặc là nếu anh chị nào học VSA nhiều thì nó sẽ có một cái mẫu hình cao cấp hơn cái cốc tay cầm là nó gọi là VCB anh chị ha nó sẽ là cái mẫu hình giống như thế này nè gì đời chút em kiếm cái hình cái vcb nó giống tự tựa như thế này nè đây vcb ở đây nè hoặc là lấy điển hình về cổ phiếu thì có thể là nó là con nít hồi xưa đích thời mà nó chưa đánh nó đây nè anh chị ha nè bo hai ba Phải không phía sau này nè nó mới đánh nè dạ nó sẽ là cái form như vậy nó có một cái nhịp đánh ở đây một phần nè cái phần này là do thị trường bị gãy nè nó bị phe mẫu hình nè thì nó mới làm một cái mẫu hình phía sau này nè anh chị ha nhưng mà đây là một cái form mẫu hình của của vinh Hợp nó giống tựa tự như vậy anh chị lưu ý ha nói chung là cứ chờ thôi nói chung cũng không có gì xấu cả anh chị ha vít nè vít hôm qua tăng cái này hôm nay chỉnh lại thì em thấy cũng bình thường thôi nó cũng có trọng số giảm trong ngày nay Vre nè anh chị ha xuất sắc không vai đầu vai ngược đánh ba ba hợp lý không vậy dạ ha, nói chung tiền vào rồi lên 33 này á, thì giai đoạn phía sau nó tăng như thế nào thì để coi coi những cái vùng cánh cường này phản ứng ra sao đối với vre ha Đấy, trước mắt là đã có chia sẻ anh chị mình mua đây target đây phía sau này à, anh chị mình có thể quay sát thêm có thể những video xem xin chia sẻ thêm đấy để coi còn hấp thụ lại đây nào tích lũy như thế nào rồi t 3 về cây này có bị gì không thì chúng ta sẽ đánh giá tiếp theo à, nha yeah. rồi tiếp theo là khu công nghiệp đi sơ sơ đây ha tăng nhưng mà có vẻ như cái lần Tết đỉnh này anh chị thấy là test đỉnh không thành công bị bán ngược anh chị ha bị bán ngược đấy thành ra là em nghĩ là nó sẽ tích lũy lại đây một thời gian thôi Uhm. Sale nè Những cái con mà tăng trần dạng như thế này nè anh chị Như đã có chia sẻ trong rất nhiều video Là không có điểm mua nữa Đó mà Và là anh chị thấy sao Này nó tăng hoài vậy Đó mà Nhưng mà những con này thật sự á, Anh chị nào cầm nắm á, Thì anh chị Hưởng được cái biên lợi nhuận Anh chị cứ chặn lãi giờ lên Tuyệt đối mình đừng mua những cái cây này Đâu vậy Tại sao nó vẫn lên nhưng mà rủi ro Thứ nhất là dễ bịt nó bịt cái đường xuống là cái thứ nhất cái thứ hai nếu như anh chị thật sự muốn mua những con này nó dễ đó mà chị anh chị vô mua luôn những con mà nó kéo liên tục như thế này anh chị phân tích kỹ thuật chi cho cực đúng không bản chất những con này nó đánh không theo cái gì cả những cái con mà lên đường kẻ như thế này nè người ta gọi là thao túng anh chị anh chị ha nó lên như thế này nè liên tục như thế này nè thì á mua thì không có điểm mua nào cả mới vô phiên nó kéo trần rất là sớm nó kéo luôn đúng không mà từ sáng là nó đã có những cái biên độ mà nó trần cả ngày như thế này rồi á thì mua là chỉ có mua trần thôi rồi anh chị mua mua đại vô T3 về ăn 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 thôi Đó chính là cái cách đánh của những con này Nếu anh chị chấp nhận rủi ro Những con này đâu có nền tích lũy Đâu có mẫu hình gì đâu mà, mà mua Đó chính là những cái rủi ro của những con dạng như thế này Còn nếu anh chị vẫn thích Mua những cái dạng như thế này Cứ mua thẳng luôn T3 về nếu mà nó còn sống là Anh chị còn sống Vậy thôi Đơn giản Đúng mà thật sự là như thế Tại nó đâu có gì đâu Đúng không? Nó không có gì để phân tích cả Anh à, chị lưu ý ha D2D là sau một lần test đỉnh không test cái nền trên này không thành công mà nó gãy xuống lại nó bò lên nói chung là nó cũng chưa vô form lắm nha DRC sau cái cây này nhưng mà nó không đạt thì em nghĩ là nó sẽ tích lũy lại một thời gian nói chung con này nó không có đạt mẫu hình lắm nếu mà đúng break uh, breaking giảm thì nó phải có một cây khối lượng lớn ở đây nó mới đẹp còn nếu không thì nó sẽ không ok lắm ví dụ như anh chị nhìn qua con GVR đi nó có cây khối lượng hôm nay nó con cây đánh lên khá tốt này. một cây hồi hai phần như thế này em đánh giá cũng ok khối lượng ở đây cũng một mức trung bình cao nè ok ha Nói chung là nó quay về lại cái nền trên này thì có thể là nếu như nó lại tích lũy lại đẹp ở đây thì có thể chúng ta sẽ đặt. À, nó quay về lại rồi đúng không à? Lọt hố gà tí thôi mà lên lại đi ngang ở đây thì có thể đánh. Đấy cứ vẽ trước như vậy, đẹp thì đánh, chưa đẹp thì nhìn tiếp. Vậy thôi. DRH nè, mấy con này giống như con xeo. Anh chị thấy vô ATO là nó đã trần rồi. Có nghĩa là anh chị có mua cái giá nào trong phiên ngày hôm nay cũng là giá trần thôi đó mà nó chỉ có một giá duy nhất là giá trần có những lúc đạp ở đây nè chị có thể canh lấy gần trần gì đấy những con thế này bản chất không có điểm mua nha mua thì cứ mua vô à, cứ mua vô t ba vậy. nó còn sống là anh chị còn sống tại vì nó xả bất cứ lúc nào anh chị lưu ý ha idc này, lên chưa lên được ha kbc nè một lần tết đỉnh nữa bị phèo xuống ha nhìn chung là em nghĩ là nó sẽ tích lũy lại tiếp thôi nó sẽ đi ngang ở đây hoài cho tới khi nào mà lượng cung nó bị Uh, cạn kiệt đi bớt nhưng mà những cái con như kbc thường anh chị thấy để ý là nó hay có những cái cây như thế này nè có nghĩa là nó đi, nó đi ngang một thời gian là nó sẽ có những cái pha rung rung đủ đủ xuống nè anh chị cân nhắc và cẩn thận ha nhớ con này nhớ chặn đuôi hoặc là có biên lợi nhuận rồi anh chị có thể canh chốt ừ. Uhm. ksb nè ksb hôm nay cây chỉnh này khối lượng cũng không lớn lắm ha. anh chị nhớ chặn cho em điểm mua nó nằm ở đây đó mà anh chị xem video thì nó chỉ ra quanh quanh khoảng tầm 46 hoặc 45.5 anh chị có thể canh chặn ở đó ha. vi phạm thì bán không thì thôi T4, T5 như thế này là ok rồi ha Để tránh những tình trạng mà những con đầu cơ như thế này Nó xả một cây thọt xuống Thì chị mất lãi đó nha ha, Đã đánh nhanh là phải rút nha Lưu ý BR, BR chưa có dấu hiệu thêm Nhưng con này thanh khoản béo á SC nè, nói chung tăng rồi thôi ha Cứ chặn đuôi và giờ lên giúp em là được nha ha. Chưa vào form anh chị ha nè Nó vẫn là tích lũy nè chị A nè Nó không có gì gọi là Đẹp hay xấu hơn hay gì cả Nó vẫn là trong Đi lên đây là lừa xuống lại Lên xuống lên xuống Nó trong một cái pha tích lũy Đây gọi là vùng tích lũy nền tảng lớn Sau này có thể là Trong vòng một vài tháng tới Mình có thể đánh lại con này được Nếu mà nó tích lũy ở đây đẹp Nếu không thôi Anh chị ha Nó chưa vào pho Hôm nay tự nhiên chăn nuôi Có một cây trần đó mà Đấy con cây trần Anh chị thấy dòng tiền bây giờ nó, nó chạy rất là lộn xộn Đó mà Bữa thì đánh con này Bữa đánh con khác bữa nó kéo con này bữa nó kéo con kia xong đưa cây trần vô t ba về rủ ngược lại rất là kho đó mà rất là khó đấy thành ra những cái trạng thái mà đánh trần như thế này thì không biết rằng là những cái phiên sau nếu như nó tích lũy lại một cái nền cao hơn thì có thể xem xét được nhưng mà những con này nói chung là mình em không khuyến khích lắm ha xem ít đánh thì đánh có xem xét kỹ lắm thì đánh uh, vĩnh hoàng thôi thì thanh khoản nó tốt còn hai con này thanh khoản bé với lại nó chưa có bất định thế nên mình không đánh giá cao ha những con bức như thầy nó phải có nền tích lũy phía trên nè mua nó mới dễ còn nếu không á, nó sẽ bị tình trạng giống như những con khác á, nó bứt lên nhưng mà nó bị rủ ngược lại giống như con này nè đây nè đi, đi, đi được mấy cây tê cộng thôi không chốt nhanh là nè mất sạch lưu ý nha với lại mấy lần cái dòng thủy sản này nó bị phòng lại nè có những cái lần đánh bứt lên nè đúng không ạ à? dòng xuống này. nè bứt lên dòng xuống rất là nhiều lần anh chị ha lưu ý cân nhắc những cái điểm như thế này hoặc là giống như con dbm đó nè lên quyết liệt đó mà nè thanh khoản đã không gại 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 gậy à, rất là thọ anh chị ha chứng khoán nè chứng khoán này như đã có chia sẻ anh chị có thể chú ý nó từ bây giờ tới cuối tuần hoặc là đầu tuần sau gì đấy em nghĩ là cái lượng t 3 về ở đây giữ lại đây là khá tốt cái cây hồi này hồi cũng khoảng tầm bốn phần trăm t 3 về không bị bán chỉ đỏ khoảng tầm mà vài like những em đánh giá khá là ok đối với vnd ha nhìn chung thì nó vẫn là tích lũy lại đẹp thì nó vẫn có một pha đánh lên thôi có thể nó sẽ dẫn dắt có thể mình sẽ không mua con này tại vì cái biên giá của nó tương đối cao ha vci cũng như thế con này bản chất nó lên không nhiều nó không lên bao nhiêu cả nó chỉnh về đây cũng quanh quanh vùng này ha nhưng mà áp lực t 3 vậy là khá ổn anh chị chờ tín hiệu tết cung ha ssi cũng vậy nè đúng mà anh anh chị bắt cái này anh chị vẫn lợi mà. đúng không có nghĩa là vẫn vẫn cho chốt lại chứng tỏ là hấp thụ tốt ha chờ đợi tích lũy thôi có thể tích lũy nó sẽ lâu hơn một tí để kháng cự của nó dài hơn cái cũng vậy nè hôm nay có một dịp tăng lên nè nhưng mà áp lực bán trên này vẫn còn quá lớn thành ra bị tụt đầu xuống thì nó vẫn tích lũy lại thôi nói chung anh chị phải cho nó từ 3 đến 5 phiên này kia ha à, giống như những video trước mình phải quan sát qua từng phiên kìa mình phải để ý qua dần dần ha HCM em vậy là đánh cái này lên đó mà t 3 về vẫn cho ăn nè à, thì phía sau này anh chị chờ đợi quá trình tích lũy lại ha cứ chú ý nó tới cuối tuần hay là tuần sau gì đấy nếu mà đẹp thì nó sẽ là điểm mua thì lưu ý ha khi nó bước qua khỏi cái vùng này lưu ý rồi bán lẻ thì hôm nay có um, BNG thì nhìn chung không nhiều ha Đóng cửa không có nhấn mai cái lại tí nè Cũng chưa có gì hết Nó sẽ hướng về lắp lại cái vùng gáp này Mà mua thì mình không đánh giá cao lắm Rồi Masan hay gãy nè Anh chị thấy cái vùng chặn ở đây không Anh chị ha Nhưng mà nó cũng, cũng khó nói lắm Tại vì nó đạp ATC Anh chị ha Ví dụ như ATC nó 165 ở đây Vô ATC nó sàn thì anh chị cũng đâu làm gì được Đúng không Nó sẽ khá là khó đó chính là lý do mà những cái con như thế này nè đánh thứ nhất là phải lo chốt nhanh tại vì khi mà nó xả bất ngờ không có làm gì được cả ha anh chị nghĩ trước atc nó sáu mươi mà sáu anh chị bán làm sao đúng không để bán atc là ví dụ như kê giá atc là dính ngay giá gần sàn này rồi chứ làm gì bán được giá sáu phải bán trong phiên mới được sáu đúng không thành ra trong phiên nếu như thấy nó vi phạm cái vùng này là anh chị phải bán ngay ha, vi phạm quanh quanh những cái mốc một sáu tám một sáu sáu đi hoặc trượt trượt tới là sáu là anh chị phải canh bán ngay ha hầu như em, em thấy trong phiên là nó duy trì 65 rất là lâu nè anh chị là anh chị có hoàn toàn có thể canh bán tại vì cái biên lợi nhuận trong ngắn hạn của anh chị đã có rồi nó có 65 đi chăng nữa thì anh chị cũng lãi 8% đúng không lũng là phải bán chứ để vô ATC mà nó xả sàn như này rất là khó đánh giá anh chị ha rất là khó đánh giá thậm chí nó còn không có khối lượng nữa nè anh chị ha anh chị mà đua mà zin ở trên này là nó, nó xả cho mấy cây là đi liền á anh chị ha rất là nguy hiểm lưu ý tại là những con này đã có cân nhắc rồi nó tăng rất nhanh đúng không nhưng mà phía trên này bắt đầu có dấu hiệu đó nghĩ nghĩ là phải lo bán ngay để tránh những tình trạng nó thọt cây này thì rất là mệt nha FPT thì cũng không có gì xấu cả chờ một cái điểm hướng lên của nó gì ha những cái mẫu hình tích lũy lớn như này là chờ thôi chờ một cây đánh lên của nó thôi nói chung rung lắc con này không rung là nhìn chung tổ chức họ cũng không có đạt chủ yếu là họ chỉ giữ thôi gì ha thép nè thép là sau cái cây tích cung này là liên tục hướng lên đó mà hướng lên và nó có khoảng biên một hai phần trăm gì đó đây kỳ vọng là nó sẽ có một cái biên tích lũy khoảng tầm 1 đến 2 phiên có nghĩa là ngày mai ngày mốt vậy đấy. có thể ngày mai nó có cái áp nhỏ nhỏ đây mai nó nhúng xuống đây tỷ à, có thể mai nó nhúng xuống 464 tỷ rút chân lên đúng không thì nó sẽ có một nhịp đánh lên vượt mức giá 50 thì đó sẽ là điểm đánh của anh chị ai thích đánh bắt lướt tay cộng ở đây cũng được hoặc là đánh bình quân vốn ok luôn anh chị ha anh chị có thể canh những cái nhịp mới bứt phá khỏi cái vùng trọng điểm của dòng thép hoa sen cũng thế 41 anh chị ha nó sẽ có một cái nhịp đánh nhúng về đây tỷ bật lên lại thì chị cầm bật ha em lấy ví dụ hai con đầu thôi ha. Rồi, xây dựng thì như đã có chia sẻ những con như thế này nè. Anh chị thấy ha, buổi sáng á, họ mở trên này rồi thì anh chị có mua cái gì đi chăng nữa anh chị cũng chỉ mua trên này được thôi. Auto là phải mua trần, phải mua gần trần thì mới khớp được. Chứ nguyên cái vùng này gọi là vùng gác và khoảng trống như thế này anh chị đâu có mua được nữa. Lưu ý thành ra những cái con trạng thái mà nó hở như thế này nè. Anh chị có anh chị cầm thôi. ha. Biên là dựng rất là tốt. ho, Anh chị có thì anh chị xin chúc mừng. Còn nếu mà anh chị đã lỡ bán thôi, đừng giờ lại. Còn nếu canh mua thì những con nghe đã có chia sẻ mua thì cứ vô mua đi T3 vậy nó còn lên là còn ăn. Còn nó nó bịch khi nào đó thì mình không biết. Những con như này nó vượt qua khỏi những cái phân tích rồi anh chị ha. Đích cũng vậy nè, nè. Sáng nó mở tút trên này thì làm gì có giá nào để anh chị mua ngoài giá trần. Đó mà, đó chính là những cái điển hình của những cái con dạng như mà nó đi lên đường kẻ như nào nè, phân phối. Có nghĩa là hoàn toàn cái volume nó khớp trần hết anh chị ha. Nè, nó khớp hoàn toàn là giá trần tại sáng nó mở trên đây rồi lưu ý và cân nhắc ha một là canh bán hai là chặn hay gì đấy nha chứ đừng có đua vào là được đạt phương là sau một hồi rơi khoảng tầm bốn ba mấy phần trăm như vậy ba phần trăm mà có con cây hồi lại cũng không có đáng kể gì đấy Vì lưu ý ha đất xanh nè đất xanh hôm nay có một pha có vượt đỉnh nhưng mà bị bán tục đầu như thế này xác suất nó sẽ tích lũy lại tích lũy mà volume nó có những sự gia tăng thì có khả năng nó sẽ gãy anh chị lưu ý thành ra nếu có đất xanh những vùng này anh chị có thể nên canh bán bớt và chặn đuôi giúp em nha fcn nè nè Nà, hở lên như thế này thì bây giờ mua cái gì bây giờ đúng không có mua ví dụ anh chị muốn đua vào đây chỉ có chần đó rất là rủi ro ha à, đánh nhiệm như đập lô vậy như dòng chứng khoán ngày xưa mà nó kéo như thế này nè anh chị nếu anh chị thật sự muốn hỏi mua những con như thế này thì chỉ có vô mua đại thôi t 3 về còn ăn là còn ok à, thì g 36 này test đỉnh hơi bị fail tỷ ha à, có thể tích lũy lại một vài phiên HBC hở gáp như này không đẹp lắm Nhưng mà cứ chặn đuôi đi Không vi phạm thì cứ bình thường Ai bán rồi thì thôi ha Những con này bản chất không có điểm mua Dòng bất động sản không có điểm mua nào cả Anh chị ha Nó chỉ tăng nhưng mà chỉ phù hợp cho chặn thôi Lưu ý Nè hở như thế này anh Lưu ý nha Nam Long nè Có kiểm tra là cái nó vẫn đi trong cái hộp này Nó chưa bứt phát ra có thể là nó sẽ nếu bị bán tục đầu nó sẽ đi ngang này hoặc nó rủ xuống đây lại gì đó nó sẽ đi dập dìu dập trong cái biên này, này ha nếu mà nó chưa vi phạm hoặc là chưa bứt thoát qua thì nó sẽ chưa xuất hiện điểm mua hay gì cả anh chị ha nam từ liêm cũng vậy nó cũng đi trong cái biên như thế này anh chị quan sát thêm khối lượng này kẹt dần nó sẽ có một pha test lại cái đỉnh này ha test thành công hay không nó bứt hay không à thì chúng ta sẽ quan sát cái dịp test đỉnh đó lưu ý ha con 55 cũng vậy mai test bị fail nè cái cây này là cái cây giống như ví dụ nhà tl nó sẽ đánh lên như thế này nè mà nó bị fail thì anh canh bán là được rồi tại vì nếu mà em thấy nó bị phe như này xác suất nó sẽ tích lũy lại à. như xấu hơn nó sẽ rủ xuống nó quỷ ha bảo hiểm nè bvh như đã có chia sẻ thì khi nào mà nó tích lũy thì nó đánh lên lại 60, 61 gì đấy mình mới đánh lại được cái gì nhưng không nó không có form ha, không đánh được nè sao mà đến tận dụng nha nếu hồi hồi từ từ anh có thể canh ha, hồi hồi từ từ canh ha canh lên 50, 51 gì đấy được bao nhiêu xử lý bấy nhiêu tại vì nó đi tích lũy nền dưới như này không đẹp lắm HAH cũng vậy nó phải lên tích lũy ở trên gần đỉnh như này là nó sẽ ok còn tích lũy dưới này rất là treo leo lỡ thị trường chỉnh mà nó lũng cái nền này một phát là nó sẽ mở ra biên ngay rất là nguy hiểm ha cảng biển dệt may à, hôm nay có một pha test đỉnh rồi đó mà có vẻ anh chị trong video ngày hôm qua đây nó sẽ có một pha test lại dòng tiền hôm nay em đánh giá tốt nè dòng tiền vào như này là ok đấy nhưng mà cái điều quan trọng là trong những phiên sau nó phải test đỉnh thành công nha anh chị nó phải test đỉnh thành công nha nó test không thành công mà nó dập dìu ở đây nữa thì có thể là mình sẽ xem xét à mình xem xét nó mất công mà nó lại nhúng xuống ngược lại như thế này nữa thì rất là phiền ha đây là một mẫu cốc có tay nhỏ khá tốt nè mà nó phải có điểm bay vốn TNG cũng vậy nhưng mà TNG thì có vẻ như là tiền thứ nhất tiền nó cũng có đạt hơn con VGT lắm ha đấy nó sẽ hướng lên test mà nó gọi là test thì nó sẽ cần ngày mai ngày mốt về để kiểm tra. Còn nếu mà nó bứt thoát luôn anh chị có thể tiếp tục cầm nắm ha. Còn nếu nó không bứt thoát Anh chị có thể bán hòa ra ha và điểm mua mình cũng quanh đây. Lưu ý ha, cái này nó cũng có em có chia sẻ trong cái video uh, mã và điểm mua đó chị ha. Điện nè, <laughs> ri nè, à, ri một hồi hồi lên bo lên hàng khá đẹp ha. Nhìn chung là cái mẫu uh, breakkin uh, tái tích lũy như này thì mình sẽ cần quan sát thêm một vài phiên để coi ri có đánh được hay không. À, có một số mã nhỏ nhỏ như thế này đánh tay cộng BC1 có nhịp tăng lên test đỉnh không không thành công xác suất sẽ bị tích lũy lại nha NT2 cũng bị fail này. nhớ chặn đuôi anh chị nha bán bớt và chặn đuôi nha. những con đánh tay cộng anh chị lưu ý là đánh nhanh rút nhanh đừng có cầm lâu quá cầm lâu quá mất công nó bị mất lại đấy lên là nhưng mà nó gãy sâu quá anh chị nó hồi cây này mà nó gặp kháng cự tự động nó sẽ bị bán ngược lại ngay lưu ý nha nó sẽ cần thời gian đấy nè nó tích lũy lại đây thời gian là xong mà nó bo lên lại nó test lại 25 bo lên đây này, nó mới đánh tiếp được mất nhiều thời gian lắm nếu hồi như này nếu anh chị nào vẫn còn đi anh chị có thể canh những cái vùng này anh chị canh hạ ra nha nếu mà vẫn còn VRE tăng nè Vinamilk hôm nay cũng bị đè để điều tiết chỉ số nè việc check nè cũng bị đè điều tiết chỉ số nè đúng không à? rồi vít cũng bị nè nhưng mà không nhiều lắm trọng số nó không lớn SAB nè BLS Novaland Novaland thì con này nó bao cung á đánh khó anh chị yeah, rất là khó không biết là trên thị trường anh chị có đánh con này hay không thường ít ai đánh con này lắm lượng khá là bao cung con này có nếu dụ như có thì có thì mình cầm thôi gãy nè ha nhưng mà đạp ATC này mình chưa đánh giá anh chị có những lần anh chị nó, nó đạp xuống nè xong mà ba ngày sau nó kéo lên này chị thấy không nó kéo lên này gì ha thôi nên những con chủ nó lỏng lắm nếu mà mình đánh giá sớm là mình sẽ sai ví dụ, à, cái này gãy rồi chưa hẳn đâu ngày mai là nó hồi lên trần thì sao được không nó là như thế nhưng mà nó cái biên của nó rất là lỏng ha cho nên anh chị có lời là ngay từ đó anh chị phải giữ lại cho mình liền để tránh những tình trạng mà nó bị rơi rớt ngược lại rất là phiền ha rồi nhìn chung thì thị trường nó cũng có không có quá nhiều mã nên anh chị mình có thể chú ý thôi. số mã đang vô form có thể đánh ngắn được hoặc là khi mà thị trường nếu như có những sự điều chỉnh đi anh chị sẽ quan sát những cái quá trình điều chỉnh đó anh chị canh mua thêm ha trong suốt quá trình này chúng ta chưa có làm gì quá nhiều đúng không đấy thì chị để dành cái phần đó để anh chị mình canh gia tăng những cái điểm nếu đã có vị thế chẳng hạn hoặc là có thể những cây này tăng lên mình chưa có mua được thì phía sau này mình sẽ có tại dù sao á từ sau cái quá trình mà nó tích cung ở đây rồi mở margin rồi đầu năm mở gáp các kiểu thì những cái phiên hàng t cộng ba đầu tiên về nó sẽ phản ánh cái sự điều chỉnh của thị trường hay là tích lũy hay là tăng tiếp hay là chỉnh hay gì đấy đang xuất hiện trong những cái phiên phía sau này Anh chị ha Với là một phần nếu xét về chỉ số thì hôm nay là chủ yếu đến từ masa Đấy và có thể là à, sẽ có những cái yếu tố tin tức gì đấy sẽ xuất hiện ra trong những cái phiên điều chỉnh chẳng hạn Thì như đã có chia sẻ thì trong pha tăng tin tức xuất hiện nó sẽ nhiều đấy Quan trọng là chị chú ý và cân nhắc ha Mình xem cái vận động của cổ phiếu sao cho nó ok nhất ha. Điểm mua mình ok, không mua đuổi là được ha đi vốn hợp lý hoặc là nếu mà chưa có gì cần phải mua việc cần làm trong nguyên cái giai đoạn này là chị ngồi im chơi ha khi nào vô điểm đánh tiếp tại vì như đã có theo góc nhìn của em đúng không thì đánh rất là khó ăn chua ha, đánh bữa ăn bữa thua đánh, ví dụ như đánh thí dụ như đánh không kỹ lướt lát nhiều khả năng ôm xô nhiều lắm lưu ý ha thành ra là cân nhắc khi nào có những cái điểm bứt phá tiếp theo hoặc là ngày mai có điều chỉnh tốt nè rút chân cái gì đấy em sẽ đánh giá trực tiếp trong phiên Chỉ chị có thể theo dõi trong cái room chia sẻ cộng đồng ở phía dưới em để dưới phần mô tả này nha đấy để rồi em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều